cả quá khứ và cả tương lai. Đây nha, em test cái đài ai qua cho anh nhá. Đây. Đây, anh dò đài ở đây nha. Chia sẻ tất cả. Ừ. Có hai cái ranh giới giữa việc em hãy cảm nhận thôi. Đấy. Thì anh nghe bếp em là anh gạt sang bên này nha. Còn khi anh nghe tiếp anh gạt sang bên tay trái cho em nha. Đây, đài chạy ok này. Đây, em gạt sang bên tay trái để em bật cái cassette cho anh xem. Trẻ em có nên ăn nhiều trái cây chín không? Đấy. Should children eat a lot of ripe fruit? Cassette đang chạy đây nha. Should children eat a lot of ripe fruit? Đấy, nhưng mà cái này thì em test cho anh thôi nhá. Đấy, cái này em test thêm cho anh thôi. Đấy. Còn em bán chủ yếu là bán đài thôi. Còn cái cassette này em test thêm thôi nhá. Cái này em không bảo hành cái cassette này đâu. Đấy. Cái này giá 350 này thì bán có khi không mua nổi cái đổi nguồn luôn. Đấy, không mua nổi cái của nó, nguồn của nó luôn. Đấy. No. They shouldn't. Đây nhá, chạy ok nhá. Đi đâu cái cassette này em test thêm thôi. Còn đâu là chủ yếu em bán cái phần cassette là cái phần FM này thôi. Em bán cái đài đây nhá. Thì 350 có bảo hành chết. Vâng, nhanh nhá. Em không phải cassette rồi đấy. Bán thanh lý rồi. Ok nhá. Mọi thông tin chi tiết anh liên hệ cho bên em số điện thoại là 0966581 nhá. Vâng.